Vâng. Rồi, nhớ đây rồi, mời vô đi cùng. Rồi, mời hai bạn chúng ta có thể mở mặt nạ ra. Bây giờ bạn trai giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên này biết. Dạ chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm. Năm nay 35 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh. Nhà em ở Gia Lai và hiện đang làm việc ở Bình Dương. Em đang phiên dịch tiếng Hoa ở xưởng. Giới thiệu với em, đây là nhà hàng của người Hoa luôn. Đâu giờ em giới thiệu thử một câu tiếng Hoa về bản thân mình, chị nghe thử coi. Ủa, chưa chị chưa sao ý sao của sư đoàn hoàn lín của chim then ti sư lại chưa bên. Là gì? Nghĩa là em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm và lần đầu tiên em đến ở đây. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Thúy, năm nay em 34 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ừ, vậy hả? Bình Dạ. Dương luôn hả? Bình Dương đoạn nào? Coi có gần anh này không? Dạ, em ở dưới thị xã chị, ở xã Vĩnh Tân á chị. Dạ, em ở thị xã Tân Uyên. Dạ, Rồi, gần nhau anh gần ơi. nhau đúng không? Dạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán chị. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em có bốn bốn anh chị em. Có gia đình hết chưa? Dạ, có hết, còn em còn chưa mình chị. em phải không? Dạ. Mới 34 tuổi là tôi biết, còn có mình anh à. Rồi ở nhà có hối dữ lắm không? Dạ, có chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui tính, hòa đồng. Và điểm yếu thì là em nấu ăn thì không được ngon cho lắm. Chủ yếu là biết nấu ăn là món luộc là chính rồi. Và luộc trứng là món chính. Chắc dạ. sống với ba mẹ là ba mẹ làm hết chứ gì. Dạ đúng rồi chị. Bởi vì vậy. Rồi nhưng mà mình có dọn dẹp phòng ốc nhà nhà cửa gì không hay là mẹ luôn? Dạ mấy cái đó thì là em đi làm thì cuối tuần là em sẽ chịu trách nhiệm về phần đó, dọn À, dẹp nhà chịu cửa. trách nhiệm hả? Rồi mình có cái khuyết điểm gì nữa không? Em thì hơi khó tính một tí, với lại nóng tính nữa chị. Mấy cô chưa chồng đó là khó tính đó đúng không? Em có nghĩ vậy không? Tại vì cái bản tánh của mình nó vậy rồi, chứ không phải chưa chồng là nó khó đâu Rồi, chị. khó từ hồi trẻ luôn đó hả? Dạ. Về điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có cái đặc biệt gì nữa không? Hoạt bát, nhanh nhẹn nữa chị. Thôi vậy được rồi. Thế còn mình? Điểm yếu của em là kém về bên văn nghệ. Với bình thường hơi trầm một tí nhưng mà khi vui là rất là vui. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và sống tình cảm, sống có trách nhiệm và dễ hòa đồng, dễ gần. Mình có tật xấu gì không em? Tật xấu thì em nghĩ là chắc do sống mình sống vui với bạn bè nên là nhiều khi ví dụ như có một cái cuộc gì đó mà vui thì mình hay vui hết mình. Chơi là chơi tới luôn á phải không? Chơi quên đường về luôn á phải không? Không, vẫn nhớ đường về chứ chị. Thế về tình trường thì sao? Dạ, tình trường thì em trải qua 3 mối tình, mới đây nhất là cách khoảng 3 năm. Mối tình này thì quen có được 2-3 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ, vì hồi đó em ở Gia Lai và bạn ấy ở dưới Bình Dương nên hai người nói chung bạn ấy cần một người ở gần mình hơn. Cho nên chắc có lẽ chị hiểu tại sao là chương trình lại ghép đôi hai bạn, chắc là lại gần nhau. Đẹp trai cao ráo mà có ba mối tình thôi hả? Trong chuyện tình cảm em nó lận đận nên là nó chỉ vậy thôi. Có nhiều phụ nữ theo không? Dạ, cái đó em không biết. Có bạn trai để ý mình không? Cái đó không có. Chứ tôi thấy cái style này là mấy anh cũng mê lắm nè. Không có chị ơi. Không Em có luôn. ở trên Gia Lai mà con trai thích con trai nó ít lắm. À vậy hả? Vậy từ hồi xuống dưới Bình Dương? Ông thành phố thì bảo con trai thích con trai chắc nhiều. Bình Dương thì không, em không có ai. Không có ai. Là hiện tại giờ là ở không 3 năm nay rồi. Vẫn có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà nó không thấy hợp thì nên hai người không tìm hiểu nữa. Thế còn em gái tình trường của mình sao? Dạ em từ đó tới giờ thì chưa có tình trường nào hết chị. Chưa được mối tình Cái nào hết. gì? 34 tuổi luôn không có mối tình nào? Dạ. Lý do? Em cũng không biết lý do sao nhưng mà em quen không có được, giống như là không hợp sao chị. Mà có quen không? Ngắn ngắn cũng được, có mối tình nào ngắn ngắn chưa? Người ta có để ý thôi nhưng mà chưa có phải là tỏ tình chính thức nên chưa gọi là mối tình đâu chị. Có nghĩa là người ta không tỏ tình với em. Dạ, ta chỉ để ý mình vậy thôi. Mà em có để ý ai không? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao em không để ý ai rồi mình tấn ta công để đại ý luôn, mình tỏ có, tình luôn. tại em mới để ý cái người ta bỏ người ta chạy hết trơn. Làm gì người ta mới để ý mà người ta bỏ người ta chạy? Vậy em chưa làm gì luôn á, mới nhìn em thôi là họ chạy rồi. Mà làm sao em biết người ta để ý mình? Người ta sẽ nhìn mình hoa là bằng ánh mắt chứ chị, mình thấy mình cũng biết. Có ai quan tâm chăm sóc em gì đặc biệt hơn xíu chưa? Có lần là cái anh đó có hỏi thăm qua lại, có nhắn tin hỏi thăm qua lại, điện thoại qua lại. Xong cái hôm đó em cũng hơi bệnh bệnh, cái anh nói bị sao, nói bị cảm, cái anh mua thuốc cho uống. Ừ đó, mà sao không tiến tới, không Không được. có sao, cái xong giờ anh đó mời đám cưới luôn. Nghe nghe bạn gái chia sẻ em thấy sao? Không, em thấy bảo tự nhiên anh ấy cưới luôn nên em thấy buồn cười thôi nhé.
rồi sao mà em nói sao, em làm gì mà em nói người ta nhìn thấy em cái là người ta chạy? Không biết sao chứ cái anh cũng có một người khác nữa à. Cái mà nói trực tiếp với cái chị giới thiệu á, nói nhịn bé đó dữ quá, thôi em cũng không biết sao luôn. Này em có thấy em dữ gì không? Dạ không, em thấy em hiền lắm chị. Chị thấy em có dữ không? Nhìn thôi mà thấy em dữ rồi đó. Không, tại vì phụ nữ nhìn phụ nữ nhận xét không có đúng. Thôi để lát nữa mở tấm màn ra rồi để bạn trai nhìn em coi có thấy em dữ không nha. Dạ. Rồi thế bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn bạn trai là phải cao 1m7 trở lên, người vui vẻ, hoạt bát, người phải biết hát. Mà em thì em không biết hát. Tự nhiên không biết hát bắt người ta biết hát. Dạ chị hát thì phải hát, em là không biết hát thì người bạn em phải biết hát, hát cho em nghe. Thì lát với lại tối hát nghe. Trời tối là điện thoại em ơi, tối hát kia em ơi. Gọi điện thoại hát nghe chị, vui lắm. Gọi điện thoại hát nghe nữa hả? Dạ. Vậy chắc u em lạ quá cho nên mấy anh kia anh biết anh sợ anh chạy nè. Chứ không phải là do là nhìn em mà giữ mà người ta chạy đâu. Mặt hiền khô giữ gì đâu. Đâu đưa mấy cái hình em coi coi. Rồi. Tìm đi, cổ ở trọng đó, coi coi cô nào nhìn dữ chạy luôn đó. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào, em nói đi. Anh ơi, anh nhìn bạn nào mà dữ nhất á Nhật anh. Dữ nhất hả? Dạ đúng rồi. Coi chừng trong này nè, cô nào cũng xinh mà. Bốn anh này có một anh đó, tìm đi. Đoán đi. Em cho gợi ý em ơi. Cho ảnh một cái gợi ý coi nè. Mặc quần đen áo dài tím anh. Rồi. Em gợi ý khôn quá. Vậy anh cho em gợi ý bên đây đi. Em mới tìm ra được. Người hơi cao một chút. Anh đừng nói mà ấu khung nha anh. Bốn anh nào cũng thung. Anh ơi, ở trong đây cái hình bốn người này có người nào khác biệt nhất hả anh? Nhìn vô mà chạy liền hả? Sao tôi nhìn không ra cổ luôn ta? Rồi tìm ra chưa? Hết giờ rồi nè. Đâu? Cổ đâu? Chắc là... Cô nào? Cô này. Rồi giữ nguyên đó nha. Giữ nguyên hiện trường đó đi để tôi mở ra tôi mới biết được. Rồi bên đây đón ra chưa? Anh em nào? Đón anh này. Anh đó hả? Rồi giữ nguyên hiện trường nha. Tôi phạt cặp đôi này nè. 1, 2, 3. Làm gì ở Bình Dương? Làm công ty gỗ. Của công ty gỗ đúng không? Ừ, QC kiểm hàng. Vậy thì là mình làm như vậy, thu nhập của mình như thế nào? Rồi ok. Mình nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi, cũng như tình trường luôn ha. Bạn gái đi lấy chồng nước ngoài bao lâu rồi? Rồi 8 năm chẳng lẽ không quen ai? Lý do vì sao? Công việc của em nó bận rộn quá rồi, tối ngày đi vào công ty đi sớm về muộn rồi em cũng không có quen ai đó, nên em mới tham gia chương trình này nè. Rồi. Anh Phương là mình cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký? Cao 1m67, nặng 71 ký. Cao 1m6. Rồi mình có những cái điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh của em thì em siêng năng trong công việc lắm, em ham làm ham học hỏi chứ cả lẽ là thích nấu ăn thôi. Thích nấu ăn rồi ok. Bây giờ mình nói về cái hình mẫu bạn gái mong muốn luôn đi. Thì ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn là được rồi chị, chứ thì cũng không có nhu cầu cao quá, cũng như công nhân giống như em cũng được, hay là Sigmon cũng được, không quan trọng mấy điều đó. À là bạn gái là từng lập gia đình vẫn được luôn. Dạ nhưng mà chủ yếu là dễ nhìn nhưng mà biết thương gia đình, biết quan tâm em hoặc là người thân của em là được. Tuổi tác vùng miền của bạn gái thì như thế nào? Thì miền nào cũng được, nói chung là biết lo cho gia đình và người thân là được. Làm ở Bình Dương thì càng tốt chứ. Bình Dương hoặc Sài Gòn hoặc khu vực miền Tây này kia được không? Dạ được, tại vì bây giờ em đang lập nghiệp ở Bình Dương, nếu mà sau này có lỡ mà lấy nhau thì coi chỗ nào người nào làm ổn định thì về chỗ người đó làm thôi. Rồi ok, thì cái đó nó cũng dễ ha. Rồi, mình có điểm gì không thích ở bạn gái không? Em không thích mấy người bạn gái mà kiểu mà tâm mình nhiều quá, tâm nhân nhỏ thì được nhưng mà tâm mình nhiều quá không thích. Rồi, còn gì đặc biệt nữa không? Không, em đơn giản lắm.
Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Mình sẽ có một cái buổi thứ hai làm việc riêng với biên tập. Nếu mà mình được chọn ha, cũng như là có cái người phù hợp á, thì chương trình sẽ báo cái lịch quay chính xác cho mình để mình tham gia nha. Rồi ok, cảm ơn anh Phương ạ. Thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Em xin chào chương trình ạ. Em tên là Dương Minh Quân. Năm Dương nay Minh là Quân hả? Dương Dương Minh Quân. Rồi. Sinh năm 1984. Rồi. Nguyên quán là tỉnh Hậu Giang, huyện Vị Thủy. Công việc của em là làm bên xây dựng. Xây dựng mà mình cụ thể là mình làm cái gì? Thầu xây dựng gì? À, thầu luôn, là mình làm ở dưới khu vực Hậu Giang hả hay làm ở đâu? Dạ, làm khu vực ở Hậu Giang, cũng như em đi lãnh nhà tư đồ, em làm nhà tư đồ đó, nông thôn Rồi. á. À, rồi. Ok, bây giờ anh Quân nói một xíu về những cái tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh. Dạ, điểm mạnh của em là làm việc năng động, còn điểm yếu thì hay xúc động. Nói chung là nhiều cái chuyện mà nó hơi buồn, cái kiềm chế không được thì hay xúc động. Rồi, còn gì nữa không? Hay giúp đỡ người khác, hay cho người ta mượn tiền khi người ta Trời ơi, hồi giờ cho mượn nhiều không? trả. Thì nói chung thì làm rồi lính nó mượn, nó hỏi mượn đồ này kia đó. Ví dụ tiền của mình đó thì mình thiếu người ta, thì bây giờ mình làm thầu mà thiếu lính thì thiếu không được, mà còn lính nó thiếu mình thì nó Nó xù nó nói không chung trả. nó sầu, nó không trả hết. Trời ơi. Rồi, nhưng mà trước giờ là anh Quân là đã từng lập gia đình gì chưa? Dạ, em đã lập gia đình, em được hai đứa con mà em chia tay năm nay nữa, cũng là được 4 năm mà chị. Chia tay được 4 năm rồi. Rồi hồi đó làm sao, ở với nhau bao lâu, con bao nhiêu tuổi mà làm sao chia tay? Em đứa gái lớn em là được 13 tuổi rồi, còn đứa nhỏ thì được 4 tuổi rưỡi. Thì em cũng mê mãi mãi mê công việc làm á, rồi không chăm sóc được cho cái gia đình mình nó, rồi cái đồ vợ mình nó ở nhà nó có bạn mình không hay. Sau sanh thằng nhỏ sau mới có 6 tháng rồi nó bỏ cho em nuôi nó đi, rồi mình cũng không hay, biết là đi với Rồi. người ta thì mới chia tay. Là mình anh nuôi hai đứa con đó hả? Dạ. Trời ơi, là bỏ đi 4 năm nay rồi có liên lạc gì về không? À, lúc mới đi thì cũng có gọi về, mà có khoảng chừng 3 năm trở lại đây thì không có gọi gì. Rồi mình một mình nuôi con thì có ai giúp mình không hay sao? Dạ không chị, nói chung thì cũng đi làm rồi gánh hai đứa con này nuôi, thì đứa lớn nó đi học thì nó tự đi về được rồi, còn đứa nhỏ thì em gửi bán chú, rồi chiều sắp xếp thời gian thì về rước con. Rồi, vậy thì bây giờ anh mong muốn tìm một cái người như thế nào ha? Thì em thì cũng có gia đình hai đứa con, thì em cũng muốn người nào chung hoàn cảnh như em á, về để mà mình chia sẻ với nhau những trong cái cuộc sống, để mà một nửa của mình để còn đợi đó. Rồi, tuổi tác vùng miền của người này thì ở đâu được anh? Thì nói chung thì em thì không có quan trọng ở xa hay gần, yêu cầu mà cưới về thì nhà em thì đã có nhà riêng rồi, người cưới về thì ở đây rồi, thì mình lâu lâu thì về quê đồ thăm quê thì cũng sắp xếp được công việc đó chị, để ổn định thì thôi. Rồi, tuổi tác vùng miền của người ta thì sao? Thì tuổi Tuổi tác. thì em năm nay thì cũng 40, thì em cũng tìm từ 40 tới 30 thôi, để cho nó Rồi, dạt trên công việc, để trong một cái gia đình đó chị. ok, còn yêu cầu gì nữa không anh? À, cũng không có cần yêu cầu gì, chỉ biết làm ăn chăm sóc gia đình là được rồi. Dạ rồi, ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha. Thì có gì vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi thêm thông tin cụ thể với anh nữa nha. Dạ.
Rồi, ok, cảm ơn anh Quân. Mình cắt xong rồi nha. Rồi, em cảm ơn anh Trình ạ. Dạ.